Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video review và hướng dẫn sử dụng của congnghệnhật.com. Mình là Hiếu. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm máy hút ẩm Mitsubishi MJP180RX. Và ngay sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu xem chiếc máy này có gì đặc biệt nhé. Máy hút ẩm Mitsubishi MJP180RX có thiết kế sang trọng hiện đại. Máy có kích thước chiều cao là 59,4cm, chiều rộng là 37,2cm và chiều sâu là 28cm. Máy có cân nặng là 14,9kg, chiều dài dây điện là 1,8m. Máy sử dụng điện áp 100V, công suất hút của máy là 18 lít nước một ngày. Có các mắt di chuyển 3D có thể xác định các khu vực có xu hướng tích tụ hơi ẩm như gầm giường và ghế sofa, các loại vết bẩn trên trần nhà, thổi luồng khí làm khô mọi vị trí trong căn phòng. Dung tích bình nước là 4,7 lít. Sử dụng công nghệ biến tần, động cơ và quạt sẽ vận hành êm ái, độ ồn trung bình của máy khoảng 38dB nên sẽ không ảnh hưởng tới giấc ngủ của con người. Điện năng tiêu thụ của máy là 330 và 390W, tương ứng với hai chế độ sấy quần áo và hút ẩm. Với các cảm biến thông minh, máy sẽ tự động tìm nước và hơi ẩm ngưng tụ trên sàn, tường và trần trong phòng tắm và làm khô hoàn toàn, giúp kìm hãm sự phát triển của nấm mốc gây bệnh. Máy được trang bị bộ lọc ion bạc chống dị ứng và bộ lọc bạch kim kháng khuẩn kép sạch và khô. Bạn luôn có thể làm khô căn phòng bằng với Mitsubishi MJP180RX, không cần phải lo lắng về phấn hoa gây dị ứng. Khác với những model máy hút ẩm tiền nhiệm, việc hút ẩm đều do máy tự động, không thể lựa chọn được độ ẩm như ý muốn. Mitsubishi MJP180 có thể dễ dàng cài đặt độ ẩm. Độ ẩm tương đối là 50, 55, 60, 65 và 70% với bảng điều khiển dễ hiểu và dễ sử dụng. Chế độ hút ẩm mùa đông được hỗ trợ dưới nhiệt độ thấp vào mùa đông khi lượng ẩm giảm. Chế độ mùa đông là một chương trình hoạt động mạnh mẽ làm tăng lượng hút ẩm khi ở nhiệt độ thấp. Nếu bạn kết nối với một ống được bán sẵn trên thị trường để xả nước thì có thể hút ẩm liên tục mà không gặp rắc rối khi đổ bỏ nước ở trong bình. Tuyệt vời để chống ẩm mốc trong nhà tắm khi du lịch dài ngày, hút ẩm trong biệt thự. Và ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu xem cách sử dụng của chiếc máy này như thế nào nhé. Trước tiên mình sẽ nói về tính năng và tên của từng nút trên bảng điều khiển. Nút đèn to màu vàng ở bên tay phải này, đây sẽ là nút nguồn có tính năng là bật và tắt máy. Ở bên trên đây sẽ là nút vệ sinh bộ lọc. Bên cạnh đây sẽ là nút chế độ mùa đông. Ở đây có một chiếc đèn hiển thị, đó là đèn báo bình nước đầy và khi đó chúng ta cần đổ nước trong bình. Ở dưới đây sẽ là nút tuốc năng xoay cửa gió. Ở dưới này đây sẽ là nút bật tắt hẹn giờ. Sang bên này đây sẽ là nút chuyển đổi chế độ. Ở dưới đây sẽ là nút cài đặt độ ẩm. Và cuối cùng nút to ở đây sẽ là nút sấy quần áo. Bên trên này là đèn hiển thị của hai chế độ. Đầu tiên để khởi động máy thì các bạn hãy bấm vào nút nguồn màu vàng này. Đó, đèn màu xanh được hiển thị bên cạnh nút là đèn báo máy đang hoạt động. Tiếp theo các bạn hãy sang bên này và lựa chọn nút này để lựa chọn chế độ. Các chế độ hoạt động sẽ được hiển thị ở đây. Đó, và khoanh ở đây là chế độ mình đang hoạt động. Chế độ đầu tiên mình đang hoạt động là chế độ cài đặt độ ẩm. Chế độ này nó sẽ được đề xuất khi bạn muốn cài đặt độ ẩm. Và tiếp theo các bạn hãy nhấn xuống nút này để cài đặt độ ẩm mình lựa chọn. Để lựa chọn độ ẩm, đầu tiên là có các bạn có thể lựa chọn từ 50, 55, 60, 65 và 70%. Đó, sau đó các bạn nhả tay ra là nó sẽ tự động lưu và tự động chuyển về độ ẩm hiện tại. Tiếp theo, các bạn hãy nhấn vào nút này để chuyển chế độ. Và đây sẽ là chế độ hút ẩm mạnh. Tiếp theo đây sẽ là chế độ hút ẩm trung bình. Tiếp theo đây sẽ là chế độ hút ẩm phòng tắm. Và cuối cùng đây sẽ là chế độ hút ẩm tự động. Đó. Và ở bên cạnh này chúng ta có chế độ sấy quần áo. Các bạn hãy nhấn vào. Ở đây đèn màu xanh đã được hiển thị ở đây. Đây sẽ là chế độ sấy tiêu chuẩn. Tiếp theo đây sẽ là chế độ sấy ban đêm. Đó. Bây giờ mình sẽ chuyển lại về chế độ này. Sang bên này, ở đây chúng ta có chế độ vệ sinh bên trong máy. Các bạn hãy nhấn vào. Nó sẽ
vệ sinh bên trong thân máy chính này bằng cách là làm khô hơi ẩm bên trong thân máy chính sẽ ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc vi khuẩn trong ngăn mát. Thời gian hoạt động của chế độ này là khoảng 1 giờ. Sau khi vận hành thì các bạn nên thực hiện thao tác chế độ này để vệ sinh bên trong thân máy mỗi ngày một lần. Đó. Và các bạn cũng có thể sử dụng chế độ này ngay cả khi các bạn tắt máy. Đó. Đèn vẫn nhấp nháy là vẫn đang hoạt động chế độ này. Đó, và bây giờ mình sẽ bật máy lên và hủy bỏ chế độ này đi. Tiếp theo, ở bên cạnh, đây sẽ là chế độ mùa đông. Các bạn hãy nhấn để lựa chọn chế độ. Đèn màu xanh được hiển thị ở chế độ là đang hoạt động chế độ. Chế độ này được đề xuất khi nhiệt độ phòng từ 15 độ trở xuống. Đó, khi nhiệt độ phòng từ 15 độ trở xuống thì mình nên sử dụng chế độ này. Đó. Tiếp theo, ở đây chúng ta có đèn báo bình nước đầy. Đó, và khi đèn báo này sáng, các bạn hãy tháo bình nước ra và đi đổ nước trong bình đi, sau đó lắp đặt lại vào máy như cũ. Ở bên dưới này, đây sẽ là nút tuốc năng xoay cửa gió. Các bạn hãy nhấn vào. Đó, nó sẽ chuyển sang đây. Sẽ là thổi sau lưng 60 độ. Đó, khi các bạn hút ẩm vào, thổi gió từ sau máy. Nhấn lần tiếp theo. Đây sẽ là ngừng xoay, cửa gió sẽ dừng xoay và tắt. Các bạn ở chế độ này thì các bạn hãy điều chỉnh góc xoay của cửa gió bằng tay. Đó. Khi bạn muốn dừng ở góc độ yêu thích của mình thì các bạn hãy điều chỉnh bằng tay, lựa chọn ở chế độ này. Và nhấn lần tiếp theo. Đây sẽ là góc rộng khoảng 120 độ. Khi các bạn sử dụng hút ẩm toàn bộ phòng. Đó. Tiếp theo đây sẽ là góc thổi lên trên khoảng 90 độ khi các bạn sử dụng sấy quần áo. Ở dưới này, đây sẽ là góc thổi ở dưới. Đây, thổi mặt trước đây để hút ẩm như hút ẩm thảm hay ghế sofa hay là sấy giày thể thao hay các loại giày. Đó, tránh ẩm mốc. Và tiếp theo, nút cuối cùng ở đây chúng ta đó chính là nút hẹn giờ. Nút hẹn giờ các bạn hãy nhấn vào và lựa chọn thời gian hẹn giờ. Các bạn có thể lựa chọn thời gian 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ hoặc 9 giờ. Đó. Khi lựa chọn thời gian hẹn giờ xong, các bạn hãy nhả tay ra và nó sẽ hoạt động sau 2 giờ sẽ tự động tắt khi máy đang hoạt động. Đó. Đây sẽ là hẹn giờ tắt. Và các bạn cũng có thể lựa chọn cài đặt hẹn giờ bật. Đó là bằng cách bây giờ mình sẽ tắt máy đi. Đó. Và nhấn nút hẹn giờ này để lựa chọn hẹn giờ bật. Đó. Đây hiện tại là mình đang lựa chọn 3 giờ. Và 3 giờ tiếp theo máy sẽ tự động bật. Đó. Và bây giờ mình sẽ hủy chế độ. Đó. Như vậy, vừa rồi mình đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy hút ẩm Mitsubishi MJP180RX. Và nếu còn thắc mắc và cần giải đáp, các bạn có thể truy cập vào website congoanhat.com hoặc liên hệ tới hotline miền Bắc 088-6767-888 hoặc hotline miền Nam 081-6767-888 để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.